tới giờ ăn rồi nha. Ui, ôi ngon vậy. Dù đi bốn bể, cơm mẹ nấu là tuyệt vời nhất. Lời ru ngày tơ, in vào sâu nhật nguyệt trời đất. Hey, bắt chước ai mà cái miệng dẻo quẹo hả? Bắt chước ba chứ ai. Cái mỏ này là gen ba chứ đâu. Nhớ lát đi công chuyện đó nha. À. Trời ơi, cơm chiên ngon quá vậy má. Ngon thì ăn cho nhiều vô. Dạ. Rồi, cơm chiên này mà có tương ớt là mới đúng vị nha. Biết ăn quá ha. Mấy má con giật cho nghề hát Tết hay vậy mà từ cổng á. Ba nghe trời như đoàn hát bội vậy hả? Thôi ăn ba. Ăn cơm đi. Cơm ba. Rồi con. Nè, lát nữa ăn cơm xong á, hai chị em Ngọc với Xuân đi giao hàng tiếp ba nha. Thôi, hôm nay tụi con có chuyện rồi, nhiều lắm luôn á. Đăng đăng đê đê lắm ba ơi. Mình đăng đăng đê đê thì người ta cũng đăng đăng đê đê. Con nên nhớ mình giao cho người ta kịp lúc người ta quản Tết nữa chứ. Thôi, hôm nay không được đâu. Hôm nay tụi con có chuyện hết trơn rồi. Đi vô. Đi. Chủ tiệm vừa đẻ được con trai nên nghỉ ăn Tết sớm. Ê, chúc mừng chủ tiệm nha, chúc mừng. Mày rảnh không? Tao chở mày vô bệnh viện chúc mừng luôn cho tiện. Tới đây là lãnh số độc đắc, chứ không phải chúc mừng gia đình người ta có thêm thành viên mới. Chị vui mà. Đi. Từ từ. Đi chỗ khác làm vậy? Xuân xuân ơi, xuân đã về. Có đứa bên nào vừa ngày xuân đến. Chị hai, xuân ơi. Giờ mình qua nhà ông Đại mình giao hai trái dưa đúng không? Không, đi lãnh vé số luôn. Ủa, vậy còn hàng của ba thì sao? Kệ đi, bây giờ lấy tiền bỏ trong túi trước cho chắc ăn. Lỡ giang hồ nó dí tới nhà rồi sao? Dạ. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Có đứa bên nào vừa ngày xuân đến. Xuân đến rồi. Mày đừng trốn mà. Ê, tụi tao giết tụi mày không? Chết rồi, xuống ở cầu đường ngân hàng thôi. Thấy gì? Giang hồ nó giết tao đến rồi, nhanh lên. Trời ơi, mày. Yên tâm, mọi chuyện cứ để chị lo. Số độc đắc lúc 21 giờ thứ năm và thứ sáu hàng tuần trên kênh Vi Giải Trí. Độc quyền trên Vion thường như cũ, phát sóng vào lúc 22 giờ thứ hai, ba, tư hàng tuần. Chu Thiêu Tỷ, vẻ đẹp chân thực, phát sóng độc quyền trên Vion